Vâng, xin chào anh em. Clip này mình sẽ làm về cái HK-G28. Hôm qua update nhiều bạn cứ úp hình lên đấy, mình cứ tưởng con này tanker cơ. Nhưng cứ na ná như khẩu 14 là một em báu vật ý. Chả hiểu sao em này là có hai cái ống ngắm luôn. Một cái ống nhỏ nhỏ và một cái ống to to. À, ra đây. Chà chà, hai viên thôi. Cỡ con này bắn hai viên là chết. Nhưng mà khi mà di chuyển ấy, vừa bắn phải từ cỡ 3-4 viên. Tính cả đạn lạc luôn ấy. 3 viền á, giáp trâu ấy hay là lác ta. Con này có một nước ngắm thôi nên nhiều khi là nhiều bạn sẽ không quen. Mình cũng bắn mới được có một trận à. Ăn kích cho sập mặt rồi mình thoát ra phòng khác chơi luôn. 1-2 bạn, 1-2 viên, 2 viên. Ui dồi. Con này vừa di chuyển vừa bắn thì không ok lắm, nhiều khi đạn lạc. Đấy, nên anh em cứ ngồi xuống bắn thôi hoặc là đứng. Tốt nhất là ngồi xuống để tránh cái ăn đạn của địch luôn. Hoặc là chơi theo bài nhấp nhô ấy. Cái ưu điểm của cái loại súng liên thanh ấy là khi mình bắn là sẽ gây cho đối phương cái sự mất tập trung. Khi người ta mà dính một viên ấy thì rất là yếu rồi. Và nó sợ gây ra tâm lý hoang mang. Hoang mang style. Một năm kinh tế buồn thôi à. Tính ra bây giờ mình cũng không buồn lắm đâu. Vẫn có anh em ở bên mà à. Hôm trước thì chia tay. Xong hôm qua thì mất fanpage. Úi giời. Đến hôm nay mình vẫn lấy lại tinh thần. Không được buồn, không được buồn quá lâu. Chúng ta mất ở đâu? Dừng lại ở đó. Này không tập. Úi dồi. Hồi lắm con ạ. Bạn này đá mình mà thôi. Cái mùi nó khắm thế biết. Con này bắn theo kiểu không tâm thì cũng như là đấy, nó bay xuống hơi bị mất kiểm soát đạn. Trời ơi toi rồi. 11 chết không, ok đấy. Kiểu như là na ná như cây cờ này R25 Ares ấy. Ra đây. Không đã. Cái đàn mạch nhà bạn luôn, chơi tác ơi. Nó đâu ra đây. Cái thằng bên cạnh nó không bắn đi bắn mình. Cái này mà có kiểu như U95 kìa. Nó kiểu như thỉnh thoảng bắn trúng cả chân với cả người là 99, 95 cũng có. Thốn. Xuống đây. Mày không tâm luôn này. Bảo đi. Đàn ná cửa này Ares luôn đấy. Nó bắn nhanh thật đấy. Khủng khiếp. Trời, thanh niên. Có lẽ đây là một số ít mà khẩu súng GP. Ui. Không cho mình bắn thêm phát nữa. 70. Có lẽ là một trong ít những khẩu GP mà nó đẹp, mà nó đưa được vào cửa hàng mua bằng GP. Một khẩu súng khá là chất lượng ấy. Thôi rồi ta đã xa nhau, kể từ đêm pháo đỏ diệu hồng. Thực sự là không thể hiểu được cái độ nhỏ của mình nó đang đứng ở đâu nữa rồi. Chơi ván đầu tiên thì bị kích vì cái tội spam đạn. Úi dồi. Con này cách cầm nhìn dị nhỉ, cũng đang ná như cây Modo Cyber cái gì gì ấy. Cái cây xanh xanh mà có đợt free cho mọi người đấy. Con này một viên này. Cái cầm á, nhìn chăng chắn vậy. Ủa, có lẽ là một trong những khẩu sniper mà hiếm gặp mà được có cái kiểu cầm này đây. Nhấp nhô. Rồi thế là đã, nhanh lắm. Xuống đây. Chết đi vả. Mày chết. Ôi giời ơi, đạn nó găm vào tường chứ không có găm vào mặt con này rồi. Đâu rồi? Thanh niên quay cuồng. Ủa, có thằng đây này. Sọ luôn. Được, con này giật sọ ngon mà. Các bạn ấy không biết mình. Đây. Ôi, té ngay vào luôn. Lâu lâu không đấu đơn thì thực sự mình bắn nó không được ok lắm đâu. Trời. Thanh niên. Mày chết. Ôi dồi ôi, ảo vãi. Vãi cả linh hồn à. Mình bắn bừa đấy. Con này cái chức năng mà bắn nó không tâm ấy khá là thẳng. Ngon. Ui trời ơi. Thằng khốn nạn. Cái thằng mặt bò. Bày luôn. Bắt đầu ta. Chạy. Đây. Ui dồi. 14 bạn chết rồi. Đây trước mặt nhá. Ôi xuyên thục cũng khá là ok. Nhưng mà nó còn có mấy chục máu thôi à. Có một lời khuyên khi mọi người bắn mấy khẩu khám đấy. Ủa, chúng ta cứ chơi thủ thôi. Đừng có dại dột mà lao lên hiến mạng. Đấu đơn mà. Những cái tình huống mà trời ơi
chúng ta ý sao không kịp, chúng ta cần solo thì solo, còn muốn ăn nhiều kill ấy cứ quay tay cho mình lúc nãy đấy, cứ ở mid và pha. Mid này cửa B, ok dốc A đấy này, nhiều lắm. Trời ơi 6-7, nó chỉ dừng mực mức đó thôi. Đa số những khẩu liên thanh nó không thể nào mạnh hơn được nữa. Ui 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 ui. Hai ra đây con nện này, mày đen hết phần người khác luôn ấy, con SBS. Ui trời ơi banh xác luôn. Thế nên nhảy tango. Rồi mình sẽ cướp lại cái AC của bạn rồi. Trời 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 ơi, bình tĩnh. Úi trời ơi. Nó giết người cướp của này. Mày nhỏ tao. Có lẽ là bạn kia chưa biết bắn cái khẩu này rồi. Bắn mình xì thết luôn mà. Không trúng cái viên nào. Ôi sao hết combo như vậy ta, hình như mình tháo nhẫn hay sao ấy. À, không để ý, một thanh nhẫn không để ý này. Xuyên thủng luôn. Rồi, headshot bá đạo quá. Đây, các bạn có thể thấy này. Tương lai nó sẽ là một em hàng cấm đây. Ui. Tảo giết mày luôn. Còn đứa nữa, lên lên. Úi dồi ôi. Chạy đi đâu. Ôi này 98. Trời ơi, một hàng combo luôn kìa. Phê thật đấy. Tuyệt vời. Tào giết mày luôn. À. Ôi ơi. Thôi. Mình không đấu đơn nữa đâu. Mình qua cao cấp chơi nhé. Rồi, chiến tiếp thôi anh em. Ôi rồi ôi. Mình lại chơi đặt bom nhé. Đặt bom súng ngắm đi. Mình cũng ít, khá là ít làm thể loại súng ngắm đặt bom này. Đi vào hội hoa đăng cơ, nhưng mà thôi, chơi full chạm phát sóng luôn, đổi map anh em có chịu. Thôi đi khắp đấy, A mà giảm thanh, bắn nó trực 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 trực. Có đứa ở rào. Lỗ A. Cái nút cách của mình nó hơi khó nhảy một tí, nhiều khi nhảy cứ mít mít thôi. Này cho bạn nó bom này. Ui ôi ui ôi, trời trời trời. Không hiểu sao đạn nó lệch tùm lum nhỉ. Nhiều khi mình test súng mà đấu đơn ấy, mình sẽ làm vừa cả cao cấp vừa cả trung cấp. Trung cấp thì bắn sẽ nhiều kill, nhiều combo hơn. Cao cấp nhiều anh em bắn skill nói chung là cứng quá, mình vào thì có nước là ăn hành. Anh em có thể thấy cái giọng ấy. Mặc dù mấy hôm nay mình có gặp chuyện đấy, nhưng mà công việc vẫn là công việc nhé, vẫn làm clip anh em đều coi. Đó, trừ khi nào mà mình mệt quá ấy, hoặc là có việc gì nó quá bận, nó không thể làm được clip thì anh em thông cảm nhé, xả cả băng này. Trời trời, may mà mình nhiều VIP của anh V anh ấy đưa ấy, không gì thôi chứ bắn câu 10 viên là spam đạn này cũng chết. Mặc dù là cấm vậy thôi mà. Cỡ 10 viên thì bắn tối đa chắc là mình thấy được có 4 người thôi. 10 viên tối đa 5 người, nếu mà bạn nào bắn siêu ấy, 5-6 người. Nhưng mà theo mình thấy cái tỷ lệ xác suất đấy không cao. Cái gì đây? Chém à? nhầm hướng rồi. Vâng, anh em hãy thử coi. Cái con GP nó đọ với những báu vật Barret, nó có ăn được không? Ôi trời tác á. Đen rồi bạn ơi. Quá phụ cho đội bắn mũ. À giờ mình sẽ đi đâu đây? 7 viên nữa, từ từ đã thay nhé. Cái chế độ này mà thôi chứ bắn mít một phát thì toi. Thôi rồi lầm ơi, see you again. Trước bạn mình này. Ngồi thánh như đi lộ phốt. Sai một ly là đi một dặm thôi. Snap cũng được, cái loại này liên thanh nhưng mà có một nó cám thốn. À, tao thấy mày rồi. Ôi 91 bóng. À hình như bạn này, hình như mình hồi nãy bắn rồi ấy. Là bạn nói đấy. Đi đâu bây giờ? Còn cái khẩu báu vật giá rẻ cơ, mình chưa thử nữa.
Đó, bạn ấy cũng chơi khẩu HK nhưng mà, có lẽ là chưa biết bắn rồi. Bắn chưa quen. Xong bắn này mình dừng clip nhé, mình đi ăn cơm. Ăn tối. Dạ, render chắc tầm 1 tiếng xong đi ăn tối được. Cả trưa đến giờ mình chưa có hột cơm nào vào bụng luôn. Thật chứ buồn chả muốn ăn. Rái. Chắc có lẽ là rất nhiều anh em sẽ thích kiểu này đây. Mua về và quất thôi. Ôi trời ơi. Có lẽ clip mình cũng xin kết thúc đây thôi. Chúc anh em có những cái phút giây xem clip vui vẻ nhé. Tạm biệt mọi người.